Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Zentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thiết bị Wi-Fi MyPui AP300 Series hoạt động ở chế độ độc lập Standalone. Các bộ phát Wi-Fi MyPui dòng AP300 Series sẽ được bán ra ở chế độ Fit AP mặc định và cần phải có controller IGBW500 mới có thể cấu hình và hoạt động được. Tuy nhiên, với các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình không có nhu cầu sử dụng nhiều AP thì đây sẽ là một rào cản về mặt chi phí. Để giải quyết vấn đề này thì MyPui cung cấp phương pháp chuyển đổi các bộ phát dòng AP300 về chế độ hoạt động độc lập, có thể giúp người dùng sử dụng mạng Wi-Fi mà không cần mua thêm controller IGBW500. Chúng ta thường sử dụng AP300 ở chế độ standalone khi trong hệ thống mạng chỉ có 1 đến 2 bộ phát Wi-Fi. Sau khi hoạt động ở chế độ độc lập thì chúng ta sẽ không roaming được giữa các Wi-Fi và cũng không quản trị tập trung được. Các bạn sẽ cần cấu hình từng Wi-Fi riêng lẻ. Ở chế độ độc lập thì AP300 có hỗ trợ Wi-Fi PPPoE, nên với các mô hình nhỏ như là quán cà phê thì chúng ta có thể sử dụng AP300 để thay modem nhà mạng luôn, giảm kinh phí đầu tư về hạ tầng mạng. Mặc định thì tất cả Wi-Fi MyPui AP300 sẽ không có IP mặc định, mà Wi-Fi sẽ nhận IP từ DHCP server. Do vậy, để có thể truy cập vào Wi-Fi thì các bạn sẽ cần kết nối Wi-Fi vào hệ thống mạng có DHCP server để sử dụng. Trước tiên thì các bạn sẽ cần kết nối nguồn cho Wi-Fi. Các dòng AP300 sẽ hỗ trợ cấp nguồn qua cả adapter hoặc là PoE, nên là các bạn sử dụng cách nào cũng được. Sau đó thì kết nối dây mạng vào cổng LAN 1 của Wi-Fi. Trên Wi-Fi sẽ có đèn LED thông báo trạng thái ở phía trước. Các bạn thấy đèn này nhấp nháy màu xanh lá là ok. Để tìm IP của Wi-Fi thì các bạn có thể sử dụng các phần mềm scan IP để quét. Mình thì hay sử dụng phần mềm Advanced IP Scanner. Phần mềm này thì hoàn toàn miễn phí thôi nên các bạn có thể tìm theo tên phần mềm và download về để cài đặt. Trong OIP thì các bạn nhập giải địa chỉ IP đang sử dụng. DHCP server của mình đang cấp IP từ 172.16.1.10 đến 172.16.1.254 nên mình sẽ scan giải địa chỉ này. Các bạn chỉ cần nhập 172.16.1.1-254 là được. Nhấn scan. Nếu có nhiều thiết bị khác nhau thì các bạn có thể lọc theo địa chỉ MAC. Phía sau Wi-Fi sẽ có tem ghi địa chỉ MAC này. Trên phần mềm scan sẽ hiển thị thông tin của LAN MAC. Các bạn lấy 4 số cuối của LAN MAC để tìm. Ví dụ 4 ký tự cuối LAN MAC của mình là A11A. Thì mình sẽ nhập trên phần mềm là A12.1A. Đây chính là IP Wi-Fi của mình. Sau khi tìm được IP của Wi-Fi thì các bạn sử dụng các phần mềm Telnet như là PuTTY để truy cập vào CLI của Wi-Fi. PuTTY thì các bạn có thể download miễn phí. Connection type chọn là Other và chọn Telnet. Hostname nhập địa chỉ IP của Wi-Fi. Nhấn Open. Đăng nhập với tài khoản mặc định là Admin, password là Admin. Sau khi đăng nhập thì Wi-Fi sẽ yêu cầu đổi password. Các bạn nhập password mới vào. Như vậy là các bạn đã truy cập được vào giao diện dòng lệnh của Wi-Fi. Tại đấy thì các bạn gõ lệnh Confirm để vào mode cấu hình. Chuyển sang chế độ Standalone bằng lệnh Service Fit AP Disable. Chọn Yes. Wi-Fi sẽ khởi động lại và chuyển sang mode Standalone với IP mặc định là 192.168.1.1. Lúc này thì các bạn kết nối máy tính vào cổng LAN 2 của Wi-Fi và đặt IP máy tính cùng giải này. Mở trình duyệt web và truy cập vào IP 192.168.1.1. Đăng nhập với tài khoản mặc định là admin, mật khẩu admin. Đổi lại password mới.
Như vậy là các bạn đã chuyển đổi chế độ hoạt động của Wi-Fi sang standalone. Phần cấu hình Wi-Fi thì sẽ tùy thuộc vào mô hình mạng của các bạn. Các bạn truy cập vào menu Network. Wi-Fi sẽ có hai chế độ hoạt động là Brick và Root. Ở chế độ Brick thì Wi-Fi sẽ chỉ như các thiết bị Layer 2, nghĩa là cả Wi-Fi và Wi-Fi Client sẽ nhận cùng dải địa chỉ IP mà các bạn đang sử dụng. Các bạn sẽ sử dụng mode này khi chúng ta chỉ muốn IAP300 hoạt động như một bộ phát Wi-Fi thông thường. Trong hệ thống sẽ cần phải có thiết bị router và một thiết bị cấp DHCP riêng. Trong mode Brick thì các bạn chuyển sang Table Interface Setting. Cấu hình một IP trên VLAN 1 cùng dải IP mà các bạn đang sử dụng. Nhấn Apply. Khi đó thì các bạn sẽ để máy tính nhận lại IP đang sử dụng. Truy cập lại vào IP vừa mới cấu hình. Còn ở chế độ router thì IAP300 sẽ hoạt động như một thiết bị router Wi-Fi. Khi đó thì người dùng kết nối Wi-Fi sẽ nhận một dải IP khác, còn cổng kết nối đến Wi-Fi sẽ là Link Layer 3. Các bạn có thể cấu hình cổng WAN nhận IP qua DHCP, đặt IP tĩnh hoặc YPP PoE. Các thông số này thì các bạn chỉ cần cấu hình theo đúng mô hình mạng là được thôi. Chúng ta sẽ cần cấu hình địa chỉ IP WAN là IP kết nối tới mạng ngoài. Địa chỉ IP LAN làm gateway cho người dùng Wi-Fi và bật tính năng DHCP server để cấp IP động cho Wi-Fi client. Sau khi cấu hình xong IP thì các bạn chuyển sang Table Wireless. Đây là menu để chúng ta cấu hình SSID để phát Wi-Fi cho người dùng. Chuyển sang tab WLAN. Tại đây có sẵn hai SSID. SSID cho management này thì các bạn để mặc định không cần quan tâm. Các bạn có thể edit một SSID này hoặc nhấn new để tạo mới. Các bạn sẽ nhập thông tin về service name. SSID. Và đặt password cho SSID. Chuyển sang tab binding. Trong tab này sẽ là phần cấu hình để gán SSID vào các radio cụ thể. Radio 1 là cho băng tần 2.4 GHz, còn radio 2 là cho băng tần 5 GHz. Các bạn sẽ gán theo service name. Service name sẽ là tên mà các bạn đã cấu hình trong phần WLAN. Ví dụ mình muốn SSID có tên là CNTT Shop sẽ phát cả hai băng tần 2.4 và 5 GHz thì mình sẽ gán service name là CNTT Shop-S và cả hai WLAN name này. Các bạn có thể tạo mới hoặc edit đều được. Nếu có nhiều SSID thì các bạn sẽ tạo thêm WLAN name để gán vào radio. Mình sẽ edit hai WLAN name sẵn có. Các bạn đổi service name sang SSID vừa mới cấu hình. Như vậy thì SSID CNTT Shop sẽ sử dụng cả hai radio để phát sóng.
Nhấn Apply để áp dụng cấu hình. Các bạn có thể thấy là Wi-Fi đã phát SSID mình vừa mới cấu hình. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình bộ phát Wi-Fi MyPu IAP300 hoạt động ở chế độ độc lập. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.